Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Tô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Tô Vlog Thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Tô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Tô Vlog đăng tải video lên Các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Tô Vlog Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập tiếng Việt lớp 2 Tập 1 tuần 10 trang 46-47 Luyện từ và câu Bài tập số 1 là viết lại những từ ngữ chỉ người thân, gia đình, họ hàng trong câu chuyện sáng kiến của bé Hà. Rồi bây giờ mà các em chúng ta cùng đọc lại câu chuyện sáng kiến của bé Hà để chúng ta tìm ra những từ ngữ chỉ người thân trong gia đình và trong họ hàng. Sáng kiến của bé Hà. Ở à lớp cũng như ở nhà. Bé Hà được coi là một cây sáng kiến. Một hôm, Hà hỏi bố. Ở đây từ bố là từ chỉ người thân trong gia đình. Bố ơi, sao không có ngày của ông bà bố nhỉ? Ở đây từ ông bà là từ chỉ người thân trong gia đình. Thấy bố ngạc nhiên, Hà bèn giải thích. Con đã có ngày 1 tháng 6. Bố là công nhân, có ngày 1 tháng 5. Mẹ có ngày 8 tháng 3, còn ông bà thì chưa có ngày lễ nào cả. Ở đây từ con và từ mẹ là các từ chỉ người thân trong gia đình. Ông bà, bố, mẹ, con. Hai bố con bàn nhau lấy ngày lập đông hàng năm làm ngày ông bà. Vì khi trời bắt đầu rét, mọi người cần chăm lo sức khỏe cho các cụ già. À đấy, từ cụ già là từ chỉ chung Như vậy chúng ta không thể coi từ cụ già là từ chỉ người thân trong gia đình họ hàng được Cụ già là chúng ta Đây là cách gọi những Những người cao tuổi Ngày lập đông đến gần Hà suy nghĩ mãi mà không biết Nên chuẩn bị quà gì biếu ông bà Bố khe nói vào tay Hà điều gì đó Hà ngã đầu vào vai bố Con sẽ cố gắng bố ạ à. đến ngày lập đông các cô các chú đều về chúc thọ ông bà ông bà cảm động lắm bà bảo ở đây các từ là cô này chú này bà này là các từ chỉ người thân trong gia đình họ hàng con cháu đông vui hiếu thảo thế này ông bà sẽ sống trăm tuổi từ con cháu này chỉ người thân trong gia đình Ông thì ôm lấy bé Hà nói Từ ông chỉ người thân trong gia đình họ hàng Món quà ông thích nhất ngày hôm nay Là chùm điểm 10 của các cháu đấy Ở đây từ cháu Là từ chỉ người thân trong gia đình họ hàng Theo Hồ Phương Như vậy là chúng ta sẽ Quay trở lại bài tập số 1 Và hoàn thành Các em viết lại những từ chỉ người thân trong gia đình họ hàng trong câu chuyện sáng kiến của bé Hà mà chúng ta vừa đọc lại. Ở đây chúng ta có các từ chỉ người thân trong gia đình họ hàng trong câu chuyện sáng kiến của bé Hà là bố, ông bà, ông bà, mẹ, cô, chú, con, con cháu, cháu. bài tập số 2 là viết thêm các từ chỉ người thân mà em biết rồi ngoài những từ chỉ người thân trong câu chuyện sáng kiến của bé hà ra thì các em viết thêm những từ chỉ người thân mà em biết các em có thể bấm tạm dừng video để các em làm bài đi làm ra dính nháp sau khi làm xong các em bấm tiếp tục và các em so sánh xem là mình có cần bổ sung thêm gì không rồi chúng ta sẽ trả lời như sau các từ chỉ người thân mà em biết như là bác này, dì dượng này, anh chị này, chú thím, cậu mợ, vân vân, rất nhiều. Bài tập số 3, viết vào mỗi cột trong bảng sau 3 từ chỉ người thân mà em biết. 3 từ chỉ người thân trong họ nội. Ba từ chỉ người thân trong họ ngoại. Đầu tiên là họ nội thì chúng ta phải kể đến là ông nội bà nội này, là hai rồi em bố bên họ nội thì chúng ta gọi là cô này nếu là là phụ nữ thì chúng ta gọi là cô em bố chúng ta gọi là cô rồi nếu là nam mà em bố thì chúng ta gọi là chú ông nội bà nội cô chú thím là 1, 2, 3, 4, 5 là 5 rồi Ở đây chúng ta chỉ cần kẻ 3 thôi Họ ngoại nè, tương tự chúng ta có nè Ông ngoại, bà ngoại, gì cậu, vân vân gì nè Em của mẹ Rồi, nếu phụ nữ là em của mẹ là gọi là gì Nam là em của mẹ thì gọi là cậu 1, 2, 3, 4 rồi Ở đây chúng ta chỉ cần kẻ 3 thôi Đây có 4 rồi Bài tập số 4, điền vào ô trống dấu chấm hoặc là dấu chấm hỏi. Các em biết là dấu chấm dùng để làm gì? Để kết thúc một câu. Dấu chấm hỏi dùng để để cuối câu hỏi. Bạn đi đâu đấy? Bạn ăn cơm chưa? Chúng ta dùng dấu chấm hỏi. Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em vừa mới vào lớp 1, chưa biết viết. viết xong thư chị hỏi "Em còn muốn nói thêm gì nữa không?" Cậu bé đáp: "Dạ có, chị viết hộ em vào cuối thư. Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều lỗi chính tả." Rồi, cậu bé nói như thế này thì khác gì bảo là chị mình viết xấu và nhiều lỗi chính tả. Rồi chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như sau. Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em mới vào lớp 1 chưa biết viết rồi ở đây là kết thúc một câu chúng ta dùng dấu chấm viết xong thư chị hỏi em còn muốn nói thêm gì nữa không đây là câu hỏi kết thúc câu chúng ta dùng dấu chấm hỏi cậu biết đáp dạ có chấm chị viết hộ em vào cuối thư xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều lỗi chính tả và đây là câu chuyện vui. Như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành đô Vlog. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.